One, two, three, what's up? Okay, this is from Thai Vietnam, go to your hometown, yeah. Okay, one more time, don't try this at home. Okay, turn back. Okay, last one, okay. Stop. Thank you very much. Xin cảm ơn xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phước, em sẽ là bếp của gia đình ngày hôm nay. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người món đầu tiên là sẽ có sò điệp Hokkaido. Và mình sẽ dùng kèm với lại sốt bơ tỏi đặc biệt của nhà hàng em. Đầu tiên em xin làm nóng không khí của bàn chút xíu ha. Okay, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Fire. Okay. Okay, tiếp theo mình sẽ đi tới món sò điệp Hokkaido. That's the seasoning here. Here we go. Đây mình sẽ có muối và tiêu ạ. Okay, one more. Okay, magic hand. Okay, don't try this at home. Okay, one more. Đây mình sẽ có bơ. Tiếp theo đây mình sẽ có bơ tỏi đặc biệt của cái sò và nước tương. Mình có chút xíu chanh ha. Ok, one more. Nấu mình sẽ nấu theo phong cách teppanyaki hibachi là teppan biểu diễn của Nhật Bản. Cái sốt này, sò điệp này nguồn gốc từ vùng Hokkaido của Nhật Bản và mình sẽ ăn kèm với lại sốt truyền thống bơ tỏi. Đây là món sò điệp Hokkaido. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.